siêu trực thăng tàng hình của Mỹ chính thức ra mắt. Công ty trực thăng Bell, một thành viên thuộc tập đoàn Textron của Mỹ, đã trưng bày nguyên mẫu trực thăng trinh sát tấn công tàng hình có tên định danh 360 Invictus tại Hội nghị Quốc gia của Hiệp hội Lục quân Hoa Kỳ. Sản phẩm này là một ứng viên tham gia chương trình máy bay trực thăng trinh sát tương lai FARA của Không quân Lục quân Mỹ. Nhà sản xuất tự tin tuyên bố rằng sẽ cung cấp cho các binh sĩ một giải pháp hợp lý, một chiếc trực thăng nhanh nhẹn và đáng sợ hàng đầu để giành chiến thắng trên chiến trường hiện đại. Các tiếp cận sáng tạo của Bell để thiết kế nguyên mẫu 360 Invictus kết hợp với các công nghệ rủi ro thấp đã được chứng minh nó đáp ứng hoặc vượt quá tất cả các yêu cầu được quy định trong hợp đồng FARA. Ông Vince Tobin, phó giám đốc mạng kinh doanh quốc phòng của Bell cho biết, trực thăng 360 Invictus sẽ mang lại nhận thức tình huống chiến trường tiên tiến cũng như các lựa chọn tấn công với sự hỗ trợ của lực lượng cơ động với chi phí phải chăng. Thiết kế của Bell 360 Invictus nhấn mạnh hiệu suất đặc biệt bằng cách sử dụng các công nghệ đã được chứng minh qua thời gian. Một ví dụ là hệ thống cánh quạt của Invictus. Thiết kế này dựa trên hệ thống rotor của Bell 525 Relentless đã được thử nghiệm và chứng minh khi hoạt động ở tốc độ vượt quá 200 dặm một giờ. Bằng cách kết hợp các thiết kế đã được chứng minh và những công nghệ tốt nhất có sẵn từ các chương trình thương mại và quân sự, Bell mang đến con đường rủi ro thấp cho chương trình FARA. Chiếc máy bay này sẽ tiếp tục được cải thiện hiệu suất bay ở thế hệ tiếp theo, tăng độ an toàn và khả năng sẵn sàng hoạt động cao hơn, tất cả nhằm hướng đến khả năng quyết định thắng lợi trên chiến trường. Bell có nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong việc cung cấp máy bay tấn công và trinh sát cho quân đội Mỹ, ví dụ như chiếc Kiowa Warrior mang lại độ tin cậy và tính sẵn sàng cao trong hơn 850.000 giờ bay. Thiết kế Bell 360 Invictus được xây dựng từ di sản đó. Những đổi mới thương mại của Bell từ thành công trong khả năng phát triển và sản xuất cần thiết đã được đúc kết trong 6 năm qua. Dự kiến Lục quân Mỹ sẽ lựa chọn hai mẫu thiết kế cuối cùng cho chương trình FARA vào tháng 3 2020. Sau đó, các nguyên mẫu thử nghiệm này sẽ thực hiện những chuyến bay trình diễn tính năng đầy đủ trong năm 2023, trước khi quyết định cuối cùng về bản thiết kế thắng cuộc được đưa ra. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.